điều hành riêng vào tháng 9, 10 tới. Trưởng bộ phận kinh doanh khách hàng của Huawei, ông Richard Yu nói với đài CNBC rằng phiên bản quốc tế của hệ điều hành này sẽ sẵn sàng trong quý y hoặc 2 năm 2020. Hãng tin AFP cho biết gã khổng lồ công nghệ Google đã giáng một đòn nặng lên Huawei khi thông báo ngừng hợp tác với Huawei trong hệ điều hành Android theo lệnh cấm mua bán hay chuyển giao công nghệ Mỹ cho Huawei. Hiện nay chúng tôi, Huawei vẫn đang sử dụng Microsoft Windows và hệ điều hành Android của Google. Tuy nhiên nếu không thể sử dụng được nữa, Huawei sẽ chuẩn bị kế hoạch B để sử dụng OS của chúng tôi, ông Yu thông tin. Trước đó, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc số ra ngày 20 tháng 5 đưa tin hệ điều hành, Hongmen, đang được thử nghiệm và sẽ dần thay thế hệ điều hành Android. Chúng tôi không muốn làm điều này nhưng chúng tôi buộc phải làm bởi vì chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ Mỹ, về vấn đề này sẽ không chỉ là tin xấu đối với chúng tôi mà còn là tin xấu đối với các công ty Mỹ bởi chúng tôi hỗ trợ cho các doanh nghiệp Mỹ, ông EU đổ lỗi về phía Washington. Chúng tôi không muốn làm chuyện này nhưng chúng tôi không có giải pháp nào khác, không có lựa chọn nào khác, ông EU cho biết thêm. Bộ Thương mại Mỹ, sau khi đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, đã thông báo thời hạn 90 ngày cho phép một số dịch vụ của Huawei được tiếp tục với các công ty Mỹ. Anh Thư